Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Ở trong cái video ngày hôm nay, huấn audio test chất âm của cặp bass đồng trục neo bi của Bi và Si. Anh em biết đấy, con này thì em giới thiệu ở video trước nhưng chưa có test nhạc. Thì trong ngày hôm nay em sẽ test nhạc để mời các bác cùng xem cái độ hay độ dở của chiếc bát này. Và trước khi quay thì em sẽ quay nhạc lại thì em sẽ cho anh em xem lại cái chiếc bát này. Dòng mà đồng trục này thì anh em mình biết là nó là có bát riêng và chép cũng riêng luôn. Cái bát thì là nó ở dưới đây và cái chép là củ đây. Đây là neo bi. Dòng này là đít nhôm anh em nhá, đít nhôm. Và mặt trước anh em thấy đây là nó có cái nón nhựa bằng nhựa anh em nhá, nón nhựa này. Gân vải hai sóng. Con này chơi trống thì rất là uy lực và căng. Và em ghép trong ngày hôm nay để ghép với phân tần JBL BA280. Con này anh em có thể ghép với phân tần F2A cũng được. Nhưng tiện em đang có 280 đây thì ghép phân tần 280. Phải ghép với một chiếc này thôi. Anh em để ý tí đánh thì nó sẽ có rung màng em nhé. Có rung màng một chút. Vì giờ cũng gần này không dám tép to. To nó sẽ hết tiếng tép. Em bật nhạc mạng. Và bên cửa hàng huấn audio em mới có một chút đoạn test nhạc ngắn anh em mình nghe và đánh giá chất âm của cặp bát đồng trục neo bi của BC này. Và em xin báo giá công khai của cặp bát này được bên em bán ra là 4.1 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc. Bà con cô bác có nhu cầu dùng đến thì xin điện cho em qua số máy 0904612323 và xin thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã theo dõi video của huấn audio.